xin kính chào toàn thể các thầy cô giáo và các bạn học sinh. Chúng em là tập thể lớp 7A1, trường Trung học cơ sở Vân Canh, Hoài Đức. Thời gian cứ vô tình trôi đi chưa một lần ngoảnh lại. Những năm tháng được học tập dưới mái trường Trung học cơ sở Vân Canh thân yêu mãi là ký ức tươi đẹp mà tôi chẳng thể nào quên được. Ký ức tươi đẹp ấy được dệt lên bởi biết bao thầy, cô giáo cả cuộc đời đã âm thầm, lặng lẽ cống hiến cho sự nghiệp chồng người, cho sự nghiệp giáo dục của quê hương thân yêu. Cũng chính ngôi trường mà tôi luôn tự hào ấy, có một cô giáo vẫn luôn ngày đêm cùng các đồng nghiệp của mình miệt mài ươm mầm tri thức cho bao thế hệ học sinh, hướng tới trưởng thành. Người mà tôi muốn nói đến chính là cô giáo đã chủ nhiệm trong suốt 2 năm học qua cùng chúng em, cô giáo Nguyễn Thị Hiền, giáo viên dạy ngữ văn. Cô đã giúp đỡ chúng em rất nhiều, cô thường xuyên tổ chức những buổi hoạt động ngoài giờ để các bạn trong lớp hòa đồng và làm quen với nhau. Trong những buổi hoạt động ấy, các bạn cũng có thể bộc lộ những tài năng của mình và kết thêm nhiều bạn mới. Cô chính là sợi dây gắn kết chúng tôi lại với nhau. Cô còn là một giáo viên đứng tuổi. Cô là một giáo viên đầy nhiệt huyết và năng lượng. Cô luôn đồng hành, dõi theo chúng tôi, truyền cho chúng tôi biết bao động lực, tiếp cho chúng tôi biết bao niềm tin và hy vọng về tương lai. Dưới sự dìu dắt nhiệt tình của cô, chúng tôi từ những cô cậu học trò còn nhút nhát, tự ti, nay đã tiến bộ hơn trong mọi mặt về học tập, thi đua cũng như các hoạt động phong trào thi đua của nhà trường. Cô không chỉ là một giáo viên gương mẫu để đứng trên bục giảng, mà cô còn là một người mẹ đã luôn tâm sự, ân cần, dịu dàng, chia sẻ những kinh nghiệm cho cuộc sống, đưa ra những lời khuyên bổ ích, những lời an ủi, động viên làm cho chúng tôi thật ấm lòng, có thêm động lực để chinh phục trên con đường học tập. Cô luôn đồng hành cùng chúng em trong những hoạt động bổ ích và cùng hoàn thành tốt. Các hoạt động cô đều dạy và để lại cho chúng em những kiến thức giá trị. Những kiến thức đó có thể giúp cho chúng em có thêm những kinh nghiệm, hành trang bước vào đời. Thời gian thấm thoát trôi qua, mấy ngày nào là những cô cậu lớp 6 rụt rè. Giờ đây chẳng còn bao lâu nữa, chúng em đã bước qua cánh cửa của lớp 8, lớp 9. Mặc dù chỉ mới 2 năm đã qua, nhưng nhờ có cô mà cách nhìn về cuộc đời còn nhiều thiếu sót nên đã trở nên hoàn thiện hơn rất nhiều. Chúng em cảm ơn cô rất nhiều, cảm ơn cô vì đã luôn tận tình ở phía sau, sát cánh cùng lớp trong mọi phong trào hoạt động, giúp chúng em bước ra khỏi giới hạn của bản thân để tìm kiếm những điều mới mẻ. Chúng em cảm ơn cô vì những đêm mệt mỏi để tìm ra những phương pháp giúp chúng em học tập hiệu quả, và cũng cảm ơn cô vì những lần nghiêm khắc, những hình phạt giúp chúng em hiểu hơn những lỗi sai của mình để tiến bộ. Cũng rất xin lỗi cô vì những lần ham chơi, không chịu học hành để cô buồn lòng và suy nghĩ nhiều. Chúng em luôn cố gắng điều hành để tốt bản thân hơn, gặt hái những bông hoa điểm 9, điểm 10 để cô luôn tự hào về lớp. Cuối cùng, chúng em cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết nói lời cảm ơn sâu sắc nhất tới cô. Chúc cô nhiều sức khỏe, niềm vui để tiếp tục sự nghiệp chồng người của mình, tiếp tục dẫn dắt những lớp trẻ vững bước, hành trang vào đời. Niềm đam mê bất tận với văn chương. Còn tớ thì thấy cô là một giáo viên vô cùng tận tâm và nhiệt huyết. Cô Hiền thì đã có 10 năm kinh nghiệm ở trong nghề. Cô luôn luôn giúp đỡ học sinh trong mọi hoàn cảnh. Tớ cảm ơn các cậu. Các cậu có thể chia sẻ với một chút được không? Cho tớ hỏi là cảm nhận của các cậu thế nào với cô Hiền thì cô Văn ạ? Đối với tớ, cô như người mẹ thứ hai. Cô luôn quan tâm, tận tình chăm sóc học trò của mình, những người con. Mình yêu cô rất nhiều.